Bây giờ ngay cửa đóng báo là gặp mẹ nha. Mẹ đi lượm vé trái hả? Lượm được không mẹ? Dạ. Dạ, lượm ngay được chưa ít? Đi 12 giờ thì chưa bạn được 5 12 giờ đếm hả? Mẹ đi vào đếm à? À rồi mẹ đi cho bố mà. Đi xuống quanh này. Thanh nồi đó rửa hả? Ô cha rửa. À dạ, nhà mẹ ở mỗi lần mẹ. Bà Dấu à? Ở chung cư bà Dấu à? À mẹ tên chi? Mẹ tên Quê. Dạ con cái mẹ đóng đó. Mẹ cũng có người ba chị em gái bà Dấu rồi đấy. À dạ rồi ba chị em với nhau rồi thôi à? Ờ nhà số mấy nhà mấy dưới á? Dạ 53. 53 đường chi? 503. Đường chi? Đường Phú Hầu. À Phú Hầu không, rửa là không có đường Phú Hầu, đó là phường Phú Hầu. Phường Phú Hầu. Nhưng mà đường chi dưới nữa có tên đường chứ? Có đường Ngô Kha. Đường Ngô Kha đi về đường là Phú Hầu. À rửa là ở chung cư rửa là tòa nhà 503 hay răng? 503. Nhà 503 ấy. 503. Mẹ tên chi mẹ nói to cho con tiếng. Tên Quê. Mẹ tên Quê hả? Cái Quê hả? À dạ mẹ Quê ở 503. À khu chung cư Bà Dâu ở phường Phù Hầu. Ở ba chị em gái thân có chồng con hả? Ồ đi từ 12 giờ đêm mà đến chưa bạn được 50 ngàn rồi này. Khó khăn mẹ ấy. Dạ. Lành đi lành quá được cảm và đi mưa ướt và cảm. Dạ mẹ năm nay mấy rồi? 73. Bé 73 tuổi hả? Không, dạ. Không ngày nữa tôi được 73. À rồi mấy người chị á, ngàn người em hai chị không, em. Người em 71. À. Chị 75. Cũng có chồng con luôn à? À yeah. Ở gia đình là con ba chị em đó thôi. Ba chị em thôi, vợ chồng mẹ đi chậu đúng có mất hết thôi. À dạ 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 dạ. Ờ chà ngày nay lành quá nữa. Thôi đây có 200 nghìn của một cái gì ở bên Mỹ dạo tên gửi tặng cho những người khó. Con gửi tặng cho mẹ dạ. Yeah. Chúc mẹ sức khỏe, ăn Tết vui vẻ. Dạ có chi nếu như mà có ai họ biết họ giúp đỡ thì con tìm về gia đình mẹ con giúp đỡ cho hả để ăn Tết. Dạ thôi mẹ đi cả lành. Ủa thôi chưa về được rồi, chưa lành quá đi. Dạ 11 giờ trưa lành quá, đi nữa là đi hơn 12 tiếng đồng hồ rồi đó. Dạ thôi chào mẹ. Dạ 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 thôi mẹ đi mẹ. Dạ. Ờ trời ơi đi vô nó chào cửa đông ba gặp mẹ này. Đi không đi lượm bát trái tại đi từ 12 giờ đến chưa. Dạ, thôi mẹ về mẹ hết. Dạ dạ con chào mẹ. Dạ. Rất nhiều hoàn cảnh mọi người. Nhiều hoàn cảnh khó khăn mà đi trên đường bắt gặp được. Thì hôm nay em vui cùng vui được làm cầu nối gửi tặng những món quà cho những anh chị cô chú bác ở phương xa và để giúp thêm cho những người khó. Yeah. Dạ, ngày Huế mưa lạnh. Huế đang còn mưa lạnh mọi người. Và chúng ta đang qua phố thị để thăm hỏi bà con. Khi vừa đi vào cửa Đông Ba thì đã gặp hoàn cảnh mẹ rất là khó khăn. Đi lượm vé trái mà đi từ 12 giờ đêm mà đến sáng đấy. Lúc này là 11 giờ trưa rồi đó. Mà cũng mời bạn được 50.000. Chứ chắc là đi dọc theo hướng đó là về luôn. Mẹ ở dì Bảy Dấu mọi người. Dạ. Bây giờ Huế mưa lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 21 độ C đấy, 18 đến 21 độ. Dạ. Lúc này đi trên đường có 18 độ C, trời mưa mọi người, rất là lạnh. Dạ. Ra đó.
sông Ngư Hà vẫn có người đánh cá bùa lưới. Và lúc này là cũng ngày đầu của năm 2023, ngày đầu của năm 2023. Những ngày của tháng chạp. Huế mưa lạnh đến bao giờ? Tết nay không biết có. Cũng dễ là mưa lạnh đó mọi người. Ngày lành và dịp sống mình có một gia đình hai vợ chồng của người dân đánh cá gì mọi người đang kéo lưới cùng những con cá khá là to luôn đó, bà con bắt con cá ra đó. Sau người Hà thì đi ngang là mình thấy nhiều hình ảnh bà con bộ lưới bắt cá vào giờ trưa. Giờ này chắc là giờ cá đi ăn đó. 2-3 chiếc đò luôn. Cá ăn nhiều chưa? Quá trời, cá to chứ. Đánh cá khá là to luôn. Giờ này hai vợ chồng này có tiền đi chờ đó đó. Nghe chứ vất vả. Nghe đánh cá tới mưa lạnh cũng phải lội. Quá chạm về nước liên tục mới có tiền. Cũng giống như nghe làm nông làm ruộng, như mùa đi lạnh dưới cắt phải ra đồng để chuẩn bị cho vụ mùa tiếp theo. Năm nào cũng vậy, vụ đông xuân có những năm lạnh mười mấy độ, 11-12 độ C, ra ngoài đồng thấy người đi làm. Đến vụ mùa người ta phải làm thôi, nghề nào cũng vất vả. Rồi những cái nghề đi làm trên đường, đi buôn, đi bán trên đường nữa. Ai được cũng phải làm, ngặt cái là thời tiết nó khắc nghiệt thôi. Chứ răng nó cũng vượt qua được cả. Chúng ta đang vô khu vực Tây Lộc, chợ Tây Lộc. Quá trời mưa lạnh, cũng gió nữa mọi người. Gió nó bạc của nó người lạnh. Chờ Tây Lộc chờ sáng thì cũng không có họp phía trực sân, chủ yếu phía trong chờ. Nhìn những cái nồi xong thức ăn nó khói nó ngùng ngục rất là ẩm luôn. Như vậy là chúng ta cũng đã bước qua năm 2023 rồi. Lại một năm mới nữa, nhiều thách thức mới cho nhiều ngành nghề đời sống. Đang coi những cái lò làm đậu hũ, làm khúc đậu á. Chúng ta đi quanh một vòng chợ Tây Lộc nha, thăm chợ sáng đi. Mưa không to lắm, mưa bay mưa phùng thôi nhưng mà lạnh mọi người. Cũng ngang qua phố chợ xem bà con như răng. Cũng là ngày 10 tháng chạp rồi.
ở Huế thì như vậy, mực mỏng đồ, bán qua Tết đồ, nhìn vẫn thưa thớt. Và ở đây thì bạn tường ông Táo này, bạn hoa này, hoa giấy làng Thanh Tiên đi bạn khắp nơi này. Và đó, đây xe cạc đi bạn đó, bà con mua về thấy bàn thờ Tạp Quân. Và đô thị đi thì mày gì ngồi ra bạn ngoài đường luôn, chật đường luôn. Xe cổ đề ngột ngang nè, người ta tranh thủ vô chờ chút người ta ra mọi người, cho nên là thành chật chội hơn nơi học chờ. Và trời lạnh mà người ta đi chờ hơi trễ, cho nên bây giờ vẫn còn rất là nhiều hàng hóa người đi, và này cũng trễ đó đó. Rồi nghỉ lễ, nghỉ cuối tuần, nghỉ Tết Tây á, và nghỉ bù nữa. Ngày hôm nay chủ nhật, cuối tuần thì qua ngày mai mọi người làm cơ quan học sinh đồ đều được nghỉ bù thêm ngày nữa, vì ngày Tết Tây thì trồng vào ngày chủ nhật, thì qua ngày mai người ta được nghỉ thêm một ngày, cho nên cũng không vội vã. Trời lạnh, ăn đồ ở nhà. Chiều tối ra đường mới đông, thì họ đi chơi, đi ăn dịp đầu năm Tết Tây, và đi chơi Tết Tây mới đông. Còn sáng ra thì người ta dậy muộn, và giống như hồi đêm cái lễ chúc mừng năm mới trên các tuyến phố quá đông luôn. Chờ Tây Lộc chúng ta vừa ngang qua, tình hình bà con vẫn buôn bán làm ăn đề huê. Đi để thấy, để chia sẻ, để có những cái thông tin về thành phố Huế mọi lúc. Dạ, hy vọng mọi người cùng thấy thú vị khi xem video của em vui. Dạ. Hy vọng mọi người cũng thấy vui khi xem video. Chào em vui, tạm dừng video nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.